Nha. Hôm nay em sẽ thử thách VDAC trong trận chiến 1v1 của Blockfoot, nơi mà chúng ta có thể sử dụng tất cả trái quỷ. Và người đạt được 5 điểm đầu tiên sẽ trở thành người chiến thắng. Nhưng hôm nay em sẽ gian lận bằng cách sử dụng 2 kill quan sát để xem trái quỷ VDAC xài là gì và chọn trái quỷ để có thể counter VDAC. Lần đầu tiên mình cảm giác thoải mái chọn trái quỷ rồi đó. Em cảm thấy giống không? Em cảm thấy em sắp đánh bại được anh rồi đó. Ê, ảo nữa hả cô? Đánh bại sao hồi 5-0 đi nha. Rồi, chọn trái quỷ đi. Chọn trái sao? Thiệt không? Trái sao thiệt không? Trái sao? Không có lừa anh nha. Em chọn trái sao vậy? Anh sẽ chọn trái này đi. Cao tơ. Ok, bắt đầu đi. Let's go. Mày trời ơi, nghĩ sao chạy trái đó vậy? Trái đó thì sao? Ơi, điên rồi, dám xài trái đó mà đánh giết mày. Đánh em. Sao hốt? Trái nào hốt? Trái nào? Ê, em bật tập kìa. Ê, em bật tập. Bấm không có. Trời, không được bật tập nha. Lần này là không tính với em đó, đáng như là thua luôn rồi. Chịu. Anh đâu rồi? Anh đây nè. Gì mày? Cái gì vậy mày? I need more bullet. Ôi, hụt rồi. Ây da. Bắn á là phải canh, hiểu không Phúc? Bắn thì phải canh. Nè. Bắn là phải canh. Ui, sao mày vậy? Gây nhiều quá, có đánh trúng. Bung nè, xài nó bung nè. Đát. Last step. Rồi xong. Mày xong. Không trúng xe mất má bị khủng đúng không? Ui. Em bật chọc V4 đó. Anh mà đánh bật chọc V4 đó. Ê bật ơi, chắc em bật á. Ui. Chờ đánh cái mà lờ đủ nộ bạn ơi. Yeah, đánh cái. Vãi, thằng này ví dụ ngồi mình phản, bữa nay mình bị lát. Ok, trận chiến thứ hai thôi nào. Ủa mày biết lực chưa ta? Lực là không được chọn trái quỷ 2 lần nha. Trời ơi, tất nhiên rồi. Em nói xài 5 lần chứ sao là không được á nha. Biến hình. Ủa gì vậy, em không giấu trái quỷ hả? Em gì kỳ á? Kiểu gì chả phải đánh nhau, phải giấu. Rồi, đợi anh tới. Muốn quýnh luôn đúng không? Quýnh luôn em. Vô mày, đối đầu giữa hai quái vật thời tiền sử. Mày hả bưởi? Mày. Cũng mày kìa. Let him cook. Để anh ấy nấu. Để anh ấy nấu. Nè, gồng thần vẫy đuôi. Hút độc thần trưởng. Ui, bay luôn hả? Khùng hả Phúc? Này thì đẩy anh. Bây giờ thì Phan lên à. Trường anh có ai kìa? Đâu? Admin hay gì á? Dụ hả mày? Ổn không? Ui, đừng ủi anh. Ây da, để anh Lion cook. Mình sẽ Sky. Say oh yeah. Học mình là Sky mà mình không Sky thì nó trái lắm. Kệ ai nói gì đâu. Này Sky. Mày ủi đi. Ủi đi mày đất. Tao cạp trong lúc mày ủi đâu mày đất ơi. Nè, để coi ai chết trước, để coi. Ai ủi mà. Lắc nữa hay sao á? Như bị lắc nữa rồi. Trận chiến này như hơi quỷ diệt thì phải. 5-0. Ok, em lắc thì em đánh không được thì em để thằng bạn em đánh thôi. Ơi, chưa chọn chiếc quỷ mà. Thằng quỷ đắc này nó kỳ sao các bạn. Nãy giờ biết gì không? Anh tính dùng 2 kill quan sát á để anh coi chiếc quỷ của em mà ai ngờ em xô chiếc quỷ trước hết luôn. Em chơi chiếc quỷ có bạn bè hả? Được rồi. Vậy thì để anh ấy nấu lần nữa nha các bạn. Anh đi xài cái gì mà anh gáy nữa nè. Bước vô. Xài chưa? Ai không vô trận đấu. Ơi là anh phạm luật các bạn à, là anh chạy khỏi trận đấu. Phạm luật cái đầu mày bên đây là cô. Bị dụ rồi. Đau, phan từ. Mày đắc nó bị mình dụ các bạn. Tấn công đó anh em. Tấn công đó. Mấy cái nào mà hay là ảnh chưa chết nữa ta. Nè, khác đơm. Và bay vô một lượt. Gên dữ vậy, Ui, em trả thằng bạn đi hả? Bạn ơi, xuất hiện đi. Đánh đi là ảnh. Thằng nhỏ anh đánh đi là ảnh. Dạ anh đánh đi là ảnh. Ok, thách thức anh. Ui, chốt đam cao vậy. Easy vậy man. Các bạn ơi, là anh chơi hội đồng mình nó 4, ủa lộn nó 3 đến 2 các bạn à. Có 2 đứa thôi à. Trận chiến thứ 4 rồi đó nha Veda. Trời ơi là trời. Lần này nó coi Veda xài cái gì đây? Sao mày cứ đưa trái quỷ ra cho tao coi hoài vậy? Tao phải gian lận trong trận chiến này chứ. Chế ai vậy thì mình sẽ sử dụng chế mắt ma chứ gì. Chế lại.
Liên quan gì trời, anh này anh dở. Thôi được rồi, trái nào. Ê, nãy anh chọn nhắc ma xong em đón được thôi, anh đổi trái khác. Hai thằng có kiếm nè, solo mày, vô vô đóng kiếm, đóng kiếm. Rồi, bá vô chém. Bá vô mình hút, bá vô mình hút. Mày. Ai ai dở dở. Đừng, 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 đừng. Ui 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 ui. Cái bị chôn, bị chôn. Mày chơi đêm hả mày? Bàn tay của chúa. Ôi ôi ôi, đừng 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 đừng. Chúa, đừng đừng. Nè nè, giáp bình, no cap. Anh đâu rồi, lên anh nè, anh nè, vô. Ê, gì nữa vậy? Đừng. Nè, Hai kỳ vô chat. Hai kỳ à. Giờ làm giờ, làm giờ. Quét hình tròn nè. Quét không trúng. Anh cho nên thôi Phúc ơi, anh thấy em gà, anh nhường xíu thôi nè nè. Pha flick này sao? Ui, né quá dễ. À, giỡn nữa. Cái này sao? Mày. Ai mày. Sao? Nó đón cái gì nó bắt mày mình các bạn à. Mày quẹt mày nè. Đi gần chém. Đánh thường. Mày. Khi nghe tin con ghệ bị thằng khác chọc kiểu. Chả ghệ với ta. Mới 3-0 rồi đúng không? Phải không? 3-0 à. Ủa? Đánh 2 trận nữa. Nhớ cái gì? 3-0 mà. Ok. Rồi, ok. Đến với trận chiến thứ tư. Và trên hòn đảo này sẽ có trọng tài luôn nha. Đó. Mới thuê. Chứ vậy, cái xin này hả? Quỷ ra đâu. Vậy! Nếu như các bạn không biết á, thì mình còn có một trái quỷ mạnh ngang ngửa cái Kitsune, nhưng mà phải đòi hỏi có trình độ nha. Ê, sẵn sàng chưa? Rồi. Vô nha, sẵn sàng đó. Rồi, let's go. Quất gì vậy? Chú Phú, chơi trên điện thoại thì cái gì ông nội? Trời ơi, máy tính con chuột biết hư. Mày đi sao? Mày hay chơi trên điện thoại? Đừng. Chơi điện thoại. Làm quá cao rồi đó. Ủa gì vậy? Gì bay xuống đất vậy? Ê, hình như tao lấy cái gì nữa thì phải? Mày! Ây da! Thằng này nó chơi ăn gian các bạn ơi! Mày phải chết! Cái quái gì chết Spider mạnh gì từ khi nào vậy các bạn? Coi trưởng mình phát nửa cái máu kìa. Mày! Ui, sao hổng hết trơn rồi? Cái gì vậy? Chiêu định hướng mà! Thằng này spam chiêu ghê quá các bạn ơi! Mở rộng lãnh thổ! Spider Man! Ghê cho cô, anh là Gojo đó! Dính cái chiêu này là chết nè! Chạy! Dìm xuống đất luôn. Ui, vai. Ba nói chung rồi mà ta. Từ nha, mở rộng lãnh thổ. Ui, hay quá boss ơi. Mình kích động phần đó cho mày, đánh. Mày. Ôi, em quýnh boss liên tục vô phố, muốn farm melee hả? Mở rộng lãnh thổ một lần nữa. Nãy giờ. Ui, nãy giờ. Của mình. Giờ. Mày. Ui, phải nó phá chiêu mình kìa. Biết rồi. Chết đi được không? Ui, là đâu bắn được các bạn, núp xuống núi đâu bắn được. Qua fan sẽ mất bàn với đắt các bạn ơi. Ui. Các bạn ơi, Vedat bị mình múc ban rồi. Sau khi bị múc ban 4 lần, Vedat có vẻ là khá mệt mỏi rồi đúng không? Thật sự mình hết muốn đánh lộn với thằng này các bạn. Anh đón nha, trái em màu tím đúng không? Anh gắn camera trong nhà em đó, cẩn thận nha hô. Thì hôm ta hay anh bật Haki quan sát V2 của anh coi xong rồi giả bộ. Ôi, gì vậy, anh chưa đổi trái quỷ mà. Anh xài trái bo tò luôn đi, anh phải chấp em. Ôi, chứ. Ôi, vậy, mình bị nó lừa các bạn ơi. Mày. Em bị lắc mà. Dạ. Mở rộng lãnh thổ phiên bản real. Hết chiều có đau rồi đó man. Trận đấu này cô mẹ sẽ kéo dài đây. Ở đây nè Phúc. Thì mắc gì vô đây có một mình vậy trời. Ơi. Cái đây nè Phúc. Rồi, ra đó vào. Ra đây nè Phúc. Rồi. Mày xong. Vô thì đấu trong này nè, đừng chui ra chứ vô nữa. Mày hả Phúc? Ây da. Anh hết ghép bô rồi. Giật điện mày nè cô. Rồi đâu mày nhảy ra. Mày nhảy ra da, quách đục quá. Đánh dưới nước này hoàn là ảnh tự bóp nữa các bạn. Ây da, chế bảo tồn này. Ây da, ngu quá, chế bảo tồn. Đừng. Bay lên. Anh ở đây nè. Rồi mày xong rồi. Mày xong rồi. Mẹ mày bé. Ây da. Ôi, thằng ơi. Siêu. Vậy mà thua thiệt hết trời. Siêu. Ê, lần này không chơi ăn gian cho nó nha, phải đợi anh lấy trái quỷ á. Thôi cách xa nhau ra đi, đừng đứng gần nữa. Em chơi ăn gian quá à. Chơi rumble hả ta? Mẹ sao độc vậy anh hoài chơi? Biết hết luôn, biết lấy cái gì luôn á. Vô luôn mày, không có đợi hết trơn á. Lóc xây.
ai da ủa đây là hai thằng spam skill của thằng nào chết trước hả? Ủa sao em xài trái giống anh không phải chơi combo á? Ai biểu anh đón trái của em thôi em đổi luôn. Mày đổi rồi xong rồi chết rồi pha này bị đắt chết rồi các bạn ơi. Cơn lốc Ninjago nè, con nào mạnh hơn? Ai sẽ là cơn lốc Ninjago mạnh nhất các bạn ơi? Ai anh quỷ chiêu về của em luôn hả? Mày chạy đúng rồi. Tự bạn thằng này nó chạy đúng rồi. Trái này phê lắm, mình sẽ dụ nó ra biển rồi mình dìm ở đây không. Trời ơi, quách, cái pha đó là sao vậy? Đón hướng kìa. Đấy, anh, ấy, no. Né. Mày né đi, tao tới, mày né đi, mày né. Trái phải. Xin phép mọi người, mình làm pha nổ tung nha. À, hai cái nổ mà tôi không chịu nổi. Ôi đẹp quá à, mấy pha này nhìn đẹp vậy. Vậy là kết quả đã có rồi nhỉ? Kết quả có gì nữa, mới 4-1 mà. Ê, tao nhớ khi nãy giờ mình quýnh 7 trận rồi đó bố. Vậy, hỏi bạn fan kìa, đếm đi, bạn fan đếm đi, mới 4-1 à. Ladies and gentlemen, và cuối cùng người đạt được 5 điểm và cũng như là giành chiến thắng chính là anh Crazy Lion với tỷ số là 7 hoặc là 8 trận gì rồi. Các bạn nhớ comment bên dưới cho mình biết là nãy giờ mình quýnh bao nhiêu trận rồi nha. Còn bây giờ thì bye bye, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha.